Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một dòng máy cưa đĩa của DCA dùng lưỡi 185. Thì lưỡi này nó sẽ là lưỡi phổ thông nhất trên thị trường hiện giờ. Đó, và nếu mà anh em đã dùng qua các loại Martech hay là Makita, dụ như con MT583 ấy, thì nó sẽ giống như con này này. Đó. Thì tất nhiên là con này thì chất lượng của nó cũng sẽ tương đương với Martech. Đấy là cá nhân mình đánh giá nhé. Kinh nghiệm bán của mình ấy. Nhưng mà giá thì con này nó sẽ rẻ hơn Martech mấy trăm luôn. Mình mở ra cho anh em xem. Đây, bên trong là anh em sẽ có một đôi chổi tha dự phòng này. Đây, carbon brush này. Phiếu bảo hành này. Sách hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái tay, tay cầm phụ. Và cái lục để anh em mở lưỡi. Mình thì mình thích những cái dòng mà nó có tay cầm phụ, anh em dùng hai tay nó sẽ chắc chắn hơn. Đây là lưỡi cắt nha, lưỡi cắt 40 răng đây, 40T này, 40 teeth ấy, 40 răng. Đây, bạn mở ra để anh em xem được không? Cầm một tay nó hơi khó. Rồi, đây là bốn lưỡi 40 răng của DCA. Tốc độ tối đa con lưỡi thì chịu được là 7.500. Thoải mái đi. Máy chỉ có 5.500 thôi, nó có thêm cái long đen cho anh em này. Bỏ qua nhanh nhé. Để vào cái máy đi. Đấy, anh em thấy tay quay ra. Đây. Cứ đây, cái này cũng cơ bản thôi. Rồi, lấy cái máy ra. Sau khi anh em thì quay nhanh mà. Mình quay nhanh nên là chỉ có một tay thôi. Mình có thời gian thì mình sẽ làm clip nó chuẩn chỉnh hơn. Nhưng mà thực ra là bây giờ mình cũng đang rất là bận. Tranh thủ quay nhanh trước khi gửi hàng cho anh em ấy. Rồi, ok đấy. Đây. Mã của máy đây nha. AMI02 trừ 185. Con này dùng lưỡi 185, công suất 1.100W, tốc độ không tải là 5.600. Đó. Đây, anh em xem. Nói chung là những dòng này thì cũng đỉnh rồi. Anh em đã dùng qua DCA thì mình không phải giới thiệu nhiều ha. Con máy nó cũng nặng ghê, nó cầm một tay. Đây, có nghiêng nhá. Mình quay nhanh tại kho nên anh em thông cảm chút. Có nghiêng nhá. Đấy, chữ nội DCA. Rồi, cảm ơn anh em đặt hàng inbox cho mình hoặc là xem máy trực tiếp lại website máycongcuvietnam.com nhá. Ok nha.